về của chương trình ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng xin thông qua cái lộ trình cũng như là chương trình để đoàn ta nắm được. Một là bây giờ là ta trên xe để xuất phát từ đảo Cát Bà này về đến Tuần Châu, Hà Long. Nếu như mà các gia đình có nhu cầu tắm thì lái xe sẽ đưa vào ta tắm ở bãi ở Tuần Châu cho sạch sẽ. Mà nếu không có nhu cầu tắm thì ta gọi đi mắng cảnh ở Tuần Châu, Hà Long. Sau đó là ta ăn cơm trưa thì ban nào cần vẫn tiếp tục giúp cho đoàn chúng ta là cơm canh cứ ngon ngọt ngào như mấy hôm vừa rồi. Còn là say xưa, không nào say xưa là hay rồi. Thì đấy là về cái chương trình. Sau đó thì đến nghỉ ngơi thì đây thì về chỗ lái xe như thế. Còn về đoàn thì cũng rất cảm ơn là thành viên mới của đoàn ta đi là có chỗ vợ chồng nhà chú Đức với cô Hà, người lại Quảng Ninh. Thế thì cũng biết các cái điểm mà mua bán về hải sản để ta về làm quà nếu như ai có nhu cầu. Thì nhờ cô ấy gọi là đưa đến cái chợ cũng như là cái điểm mà mua bán nó được tiện tươi, rẻ, ngon thì cô sẽ là đi.